Tranh cãi việc cảnh sát hình sự phóng xe tốc độ cực cao đuổi bắt cướp trên phố, clip cảnh sát hình sự phóng xe máy tốc độ chóng mặt trong phố lúc sáng sớm để truy bắt đối tượng nghi vấn cướp giật khiến người xem cảm phục xen lẫn lo lắng cho sự nguy hiểm tính mạng của cảnh sát và người đi đường. Sự kiện tin nóng video cảnh sát đặc nhiệm phóng xe máy bắt cướp như phim hành động những ngày qua. Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai người mặc thường phục lái xe máy tốc độ cao. Chi bắt hai quái xế cướp giật qua nhiều ngã đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, được biết hai người mặc thường phục chi bắt cướp trong đoạn video thuộc tổ hình sự đặc nhiệm đội cảnh sát hình sự công an quận Phú Nhuận. Sự việc xảy ra vào dạng sáng 9 tháng 6, tổ hình sự đặc nhiệm đang tuần tra trên đường thì phát hiện hai quái xế nghi vấn vừa cướp giật tài sản. Đang lái xe máy tốc độ cao hướng từ quận 3 qua quận Phú Nhuận, tổ hình sự đặc nhiệm phóng xe máy truy đuổi qua nhiều ngã đường có những lúc tốc độ được cho là lên tới 140 đến 160 km/h. Hai quái xế lạng lách, đánh võng tốc độ cao tìm cách bỏ trốn, tuy nhiên các đối tượng đã bị hai cảnh sát khống chế. Sự việc cảnh sát hình sự chạy xe máy đến 160 km/h bắt cướp được nhiều người ủng hộ xong cũng có những ý kiến lo ngại cho tính mạng của các cảnh sát và người dân tham gia giao thông. Trước hành động này nhiều người dân tỏ ra cảm kích trước sự quyết tâm, dũng cảm, xả thân của hai chiến sĩ cảnh sát. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng tỏ ra e ngại trước sự đeo bám với tốc độ cao của những chiến sĩ này. Điều này không chỉ gây nguy hiểm đối với chính bản thân những chiến sĩ cảnh sát mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với cả những người tham gia giao thông trên đường. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho rằng, trường hợp đối tượng tội phạm có hành vi nghiêm trọng, như giết người xong bỏ trốn, nếu không truy bắt kịp thời đối tượng trong quá trình bỏ trốn tiếp tục gây án cho những người tiếp theo thì cần thiết phải tiêu diệt. Kịp thời ngăn chặn, cảnh sát sẽ truy đuổi đến tận cùng, trên thực tế có thể đặt ra hai tình huống. Thứ nhất, nếu đó là những đối tượng nằm trong chuyên án đang theo dõi mà biện pháp của cảnh sát hình sự là phòng ngừa, Đấu tranh phòng chống tội phạm tức là phải ngăn chặn ngay từ trước đó, không cho đối tượng có cơ hội ra tay. Thực hiện hành vi phạm tội của họ, tình huống thứ hai, trong quá trình đang làm nhiệm vụ trên đường mà lực lượng cảnh sát phát hiện ra việc ấy thì truy đuổi là cần thiết. Trước sự truy đuổi quyết liệt của cảnh sát, hai tên cướp tự ngã, chiếc xe bốc cháy ngay sau đó. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, trong trường hợp phát hiện, theo dõi vụ việc cũng có những phương án khác nếu quyết định truy đuổi cướp trinh sát đã tính toán biện pháp cần phải đảm bảo an toàn trước hết là an toàn cho chính những cán bộ làm việc đó và phải đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông trên đường biện pháp phối hợp tốt nhất là vừa bám theo đối tượng mặt khác phối hợp các lực lượng khác báo với điểm chốt gần đấy vì trong quá trình tuần tra lực lượng cảnh sát có bộ đàm có hệ thống thông tin để liên lạc, theo đó có thể chụp biển số xe, thông tin đặc điểm của đối tượng để thông báo cho các chốt giao thông hoặc những lực lượng khác như 115. Cơ quan chức năng của địa bàn để cùng phối hợp thực hiện bắt giữ, nếu đối tượng thực hiện cướp giật bị truy đuổi không làm chủ được tốc độ tiếp tục gây tai nạn cho những người tham gia trên đường thì việc truy đuổi cũng không phải là một biện pháp tối ưu. Vì hậu quả khi ấy còn lớn hơn rất nhiều, do đó, ở trong tình huống không khẩn nguy, lực lượng cảnh sát có thể theo dõi biển số xe ghi lại việc đó sau đó chi xét hoặc chi xét nóng việc đó luôn có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn không nhất thiết bằng mọi cách mà không lường trước được những tai nạn có thể xảy ra đặc biệt với tốc độ như vậy thượng tá nguyễn văn quỹ nói việc truy đuổi là cần thiết nhưng không để lại hậu quả xảy ra lớn hơn những cái đối tượng cướp giật gây ra những biện pháp này đều được tập huấn như thế vừa đảm bảo an toàn mà hiệu quả thượng tá nguyễn văn quỹ cho biết Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.